nó hỗn loạn. Tính đến ngày 4 tháng 3, 576 trường hợp bị triệu tập vì đưa tin giả liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Phạt hành chính 111 người, tổng tiền phạt gần 1,1 tỷ đồng. Một số nghệ sĩ cũng bị xử lý. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an thống kê từ cuối tháng 1 đến nay có khoảng 250.000 tin bài liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên các trang điện tử, mạng xã hội, hàng triệu lượt tương tác. Tin xấu lây lan, thậm chí phủ nhận nỗ lực của chính phủ và ngành y tế Việt Nam. Các đối tượng này thì nắm những thông tin đó ở những cái kênh không chính thức, không chính xác và muốn tự đưa thông tin lên để mà thu hút nhiều người xem, nhiều người theo dõi nhằm cái mục đích cá nhân của mình. Thì trong những cái trường hợp này thì khi mà chúng tôi xác minh làm rõ cái việc đưa cái thông tin không chính xác như vậy thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp xử lý theo đúng cái quy định của pháp luật. Thì bằng nghiệp vụ chúng ta cũng có thể thấy được là có những người là thích nổi tiếng. Cái sự thích nổi tiếng đấy ở trong những cái việc khác thì nó tác động nó nhỏ. Nhưng mà trong cái sự lan truyền những cái tin tức giả mạo về cái dịch COVID-19 này thì nó rất nguy hiểm. Nó làm cho xã hội hoang mang, nó làm cho người ta lo lắng, làm cho người ta có những cái nhận thức không đúng, hoặc là từ nhận thức không đúng thì đi tới những cái hành vi, những cái việc làm nó cũng không đúng.